Thưa quý vị, báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được biên soạn với sự hợp tác giữa cơ quan năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Việt Nam đã được công bố. Báo cáo nghiên cứu và đề xuất một số kịch bản phát triển để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải theo thông điệp rất rõ ràng. Việt Nam có nhiều tiềm năng chuyển đổi xanh để trở thành một nền kinh tế có mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050. Để đạt mục tiêu không phát thải carbon với chi phí thấp nhất, nguồn điện từ năng lượng tái tạo cần phải là nguồn thay thế chính cho nguyên liệu hóa thạch một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sản xuất nhiên liệu điện phân. Hệ thống điện cần đáp ứng 70% nhu cầu năng lượng vào năm 2025. Các nguồn năng lượng tái tạo chính là điện mặt trời 75% và điện gió 21%. Việt Nam hoàn toàn có thể có hệ thống năng lượng có mức phát thải ròng bằng không với chi phí tăng thêm chỉ 10% so với kịch bản cơ sở nếu thực hiện đúng cách. Trong báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam được biên soạn với sự hợp tác giữa Cơ quan Năng lượng Đan Mạch và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Việt Nam, các chuyên gia Đan Mạch đánh giá Việt Nam đã đi được một chặng đường dài trong quá trình chuyển đổi xanh. Việt Nam có thể tách rời tiêu thụ năng lượng và phát triển kinh tế, đồng thời chuyển đổi hệ thống năng lượng của mình thành một hệ thống năng lượng xanh và bền vững hơn bằng cách đầu tư vào năng lượng tái tạo và các công nghệ tiết kiệm năng lượng.